Bây giờ Thúy Vân xin mời quý vị sẽ cùng xem lại các đề cử của hạng mục người dẫn chương trình được yêu thích nhất. Đề cử hạng mục người dẫn chương trình được yêu thích nhất: Trường Giang, chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân, Chung Sức. Việt Hương, chương trình À Ha. Bình Minh, chương trình Thử Tài Thấp Trí. Khởi My, chương trình Vì Bạn Xứng Đáng. Trấn Thành, chương trình Thách Thức Cùng Bước Nhảy. Anh Bình Minh. Vâng ạ. Và sau đây chúng tôi xin được kính mời sân khấu MC Quỳnh Hương để công bố và trao giải cho hạng mục MC được yêu thích nhất ạ. Xin trân trọng kính mời chị. Xin kính chào quý vị. Có thể nói là gắn bó với việc công bố và trao giải hạng mục này cũng khá là nhiều năm. Nhưng mà năm nay sao mà đối với Quỳnh Hương có một cái cảm xúc hết sức là đặc biệt. Có lẽ là bởi vì ngồi hàng ghế khán giả, Quỳnh Hương cũng đã chứng kiến được sự lên ngôi của hai nhân vật ở trong số 5 người đang có mặt ở đây. Vậy thì liệu rằng ngày hôm nay niềm vui có được lặp lại một lần nữa với những cậu em của Quỳnh Hương hay không? Tiếp theo nữa, những gương mặt nữ cũng vô cùng xứng đáng và các bạn luôn luôn mở rộng thêm để chứng tỏ rằng các bạn quá chừng là đa tài, bởi vì dường như cái xuất phát điểm của các bạn không hề là những người dẫn chương trình chuyên nghiệp. Thế nhưng mà đã đạt được cái thành quả như thế này quả thật là đáng khâm phục. Chính vì vậy mà bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chúc mừng. Quỳnh Hương nhớ năm ngoái hình như đứng đây Quỳnh Hương cũng đọc đúng cái tên này. Trấn Thành. Xin chúc mừng nghệ sĩ Trấn Thành. Xin chúc mừng nghệ sĩ Trấn Thành. Chúc mừng em. Còn em rất là đa tài của chị. Mà năm ngoái thì chị nhớ là chị không có cái duyên để được có cái phút này. Và thật sự phải giao cho em cái này. Cái này quan trọng nhất em ơi. Xin lỗi quý vị, tại nãy Trường Giang có đứng ở đây để nó hơi cao. Cái này gọi là nghệ thuật dìm hàng thưa quý vị. Em thì thưa quý vị, em cảm thấy em rất là may mắn bởi vì năm nay em vướng khá nhiều scandal về phát ngôn. Thực sự ra mọi người cứ nói là Trấn Thành có vẻ là càng ngày càng lớn tuổi hơn, rồi càng thành công hơn trong công việc. Có thành công thì sẽ không coi ai ra gì. Có những cái phát ngôn rất là ngông cuồng và không có tôn trọng tiền bối. Nhưng mà thưa quý vị, như thế này, Trấn Thành nghĩ rằng là bất cứ một người nào đã là công dân ở Việt Nam, khi mà có một chính kiến riêng của mình thì đều nên nói ra. Và Trấn Thành cảm thấy là hiện nay khi mà có được cái vị trí đứng như ngày hôm nay cũng là một phần nào đó do Trấn Thành dám sống thật với lại chính kiến của mình. Trấn Thành nghĩ là mình nghĩ như thế nào thì nói như vậy, dẫn chương trình cũng vậy. Thành sẽ không có theo một cái kịch bản khuôn khổ nào hết, mà theo dòng cảm xúc với lại nhận thức của mình, cảm thấy đúng thì nói. Dĩ nhiên là vì lứa tuổi Thành còn trẻ nên cũng sẽ không tránh khỏi những sai sót, những lúc mình vạ miệng. Nhưng mà Thành nghĩ rằng là cứ dám nói ra đi. Khi mình còn nghĩ mình sai thì có ngày mình sẽ còn đúng. Và Thành hy vọng rằng là quý vị đã yêu thương Trấn Thành trong những năm qua, năm nay cũng thương Trấn Thành, bình chọn cho Trấn Thành, thì Trấn Thành sẽ luôn luôn giữ cái cá tính của mình là một trong những người luôn luôn nói thẳng, nói thật và mang cái tiếng nói, mang sự ảnh hưởng của mình giúp ích cho nhiều người hơn, giúp ích cho xã hội nhiều hơn nữa. Cảm ơn quý vị đã luôn luôn yêu thương Trấn Thành và năm nào cũng tặng thêm một cành mai rất là tuyệt vời. Cảm ơn quý vị. Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng MC Trấn Thành và xin được cảm ơn chị Quỳnh Hương ạ. Vâng, kính